Hello tất cả anh em, mình là thầy giáo cá. À đâu, mình là cá gaming chứ. Thì hôm nay mình làm cái clip này cũng là một cái đoạn clip chuyển minh thôi anh em. Thì mình có chuyển minh cho ông khách, ông đặt ít tinh vật môn phái. Thì đây, đồ hiện rồi thì mua thôi anh em. Cái này thì clip sáng mình làm, nhưng mà sáng mình làm xong cái mình buồn ngủ quá, mình đi ngủ rồi tới bây giờ mình mới up được cho anh em xem. Đó, thì mua tổng cộng đó là 3k, hơn 3k tính vật môn phái anh em nhé, hơn 3k tính vật môn phái. Đây thì cũng xin nói với anh em luôn là em có nhận chuyển minh tính vật môn phái tất cả các server nha. Anh em nào cần cung cấp tính vật môn phái thì anh em cứ liên hệ cho em. Thì đây tính vật môn phái đây anh em. Ok, đó là cái đoạn clip sơ sơ sáng nay. Thì anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em anh em nhá. Cứ liên hệ, thông tin liên hệ dưới phần mô tả. Chuyển minh tất cả các server, tất cả các vật phẩm anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em. Và tính vật môn phái thì nói chung thì giá nó cũng khá là tốt cho anh em thôi. Chung là thay vì mua ở trên bài bản này thì nó là bao nhiêu nhỉ? Đéo có tính vật môn phái này mua luôn. Thì tầm ba mấy vàng một cái. Thì để mà nói mua khi mà anh em lên bí kíp á, từ đầu chơi cho tới cuối á, thì lên bí kíp chắc từ bí kíp chung rồi bí kíp cao thì nó tốn tầm 3k mấy tính vật môn phái. Thì anh em nên min tính vật môn phái về, như vậy nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ đỡ tốn hơn rất nhiều. Chứ còn để mua 3k mấy tính vật môn phái ở trên bày bán thì nó cũng tốn hết gần cả 100k vàng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái lợi thứ hai nữa, tính vật môn phái anh em có thể về đổi sang bí kíp để mà anh em bán ra mà anh em chuyển vàng. Thì cái phôi tính vật môn phái là cái phôi mà cái phôi bí kíp là cái phôi mà nó không có bị ảo ấy anh em. Thì cái hạt clone của anh em mặc dù cấp có thấp đi chăng nữa thì anh em có mua tiếng vọng môn phái này nó cũng không có bị ảo. Nên là nhầm cái bí kíp chứ. Thì cái bí kíp này nó là một cái phôi chuyển vàng cực kỳ tốt cho anh em nào mà cần chuyển vàng. Thì đó là hai cái mặt lợi của nó. Em thậm chí em cũng vẫn chỉ tính vật môn phái ở thời điểm này. Ok, clip em làm ngắn vậy thôi. Nay thì làm clip up cho anh em xem, chứ còn livestream thì cũng không livestream mấy, chủ yếu livestream buổi tối hoạt động đồ các thứ. Bây giờ livestream của em hàng ngày là từ 8 giờ cho đến 10 giờ nha anh em. Ok, em xin phép em dừng clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip. Nếu anh em cảm thấy clip này hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh giúp em. Nhớ comment bên dưới để mà điểm danh anh em nha. Bye bye, chúc anh em có một buổi chiều vui vẻ.